hướng dẫn sử dụng xe đẩy nồi đa năng. Dễ dàng thay đổi góc tay cầm bằng cách ấn nút khóa ở hai bên. Một thao tác chân gạt đơn giản để khóa bánh sau. Nhấc gạt để khóa xoay bánh trước. Đóng mở mái che dễ dàng bằng một tay. Nhấn giữ chốt để tháo và xoay chiều giỏ nằm cho bé. Gài khóa cố định nấc một. Thay đổi góc nằm cho bé bằng khóa cố định nấc hai. Tạo dáng mồi, nâng đỡ thân bé bằng các khóa gài. Bấm nút để tháo tay vịn an toàn cho bé. Quý khách lưu ý, gài thanh tựa lưng phía sau để nâng đỡ cho bé. Điều chỉnh độ cao đầu nằm bằng tăng đưa linh hoạt và khóa cố định nấc 3. Gấp gọn xe đẩy bằng cách nâng ngăn chứa đồ dưới cùng lên, kéo phần khóa khớp ngay tay cầm và hạ xuống. Gài khóa cố định lại là hoàn tất.